Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma. Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 10 gồm có: trước hết là bản tin, kế đến là chia sẻ lời Chúa, và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội. Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Cương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ trực tuyến với sinh viên Công giáo châu Phi vào ngày 1 tháng 11. Vatican, vào ngày 1 tháng 11 sắp tới, lễ các thánh, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ đối thoại trực tuyến với giới trẻ sinh viên châu Phi thuộc các đại học Công giáo tại 9 nước châu Phi thuộc mạng lưới mục vụ và thần học Công giáo Liên châu Phi. Sáng kiến có tên xây dựng những nhịp cầu trên khắp châu Phi, cuộc gặp gỡ hiệp hành giữa Đức Giáo hoàng Francisco và các sinh viên đại học. Các quốc gia tham gia vào sáng kiến của mạng lưới mục vụ và thần học Công giáo Liên châu Phi gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Congo Brazzaville, Kenya, Uganda, Zimbabwe, Zambia, Nigeria, Cameroon và bờ biển Nga. Các quốc gia khác sẽ được kết nối vào cuối dự án thí điểm kéo dài 6 tháng nhằm mục đích khuyến khích sự tham gia của giới trẻ vào các cuộc đối thoại hiệp hành và truyền cảm hứng để họ tham gia trọn vẹn vào đời sống của giáo hội và xã hội. Theo Sư Leonida Katunje, người hướng dẫn Ủy ban chỉ đạo quốc gia cho những người tham gia cuộc đối thoại của Kenya, hơn 3.000 người sẽ theo dõi sự kiện này để tìm kiếm sự liên đới với Đức Thánh Cha trong những thách đố mà họ phải đối mặt tại lục địa của mình. Trong cuộc gặp gỡ trực tuyến này, các sinh viên sẽ chia sẻ kinh nghiệm của họ và Đức Thánh Cha dự kiến sẽ nói về những thách đố mà giới trẻ châu Phi phải đối mặt và đưa ra hướng dẫn. Theo ban tổ chức, 9 câu hỏi từ các bạn trẻ thuộc các quốc gia tham gia sẽ nêu bật một số thách đố chính mà những người trẻ ở châu Phi phải đối mặt. Đây là cơ hội để giới trẻ châu Phi tìm lời khuyên của Đức Thánh Cha, chứ không phải là lúc để than phiền. Buổi lắng nghe giữa Đức Thánh Cha và giới trẻ Công giáo châu Phi được ước tính kéo dài 2 tiếng, sẽ bắt đầu lúc 3 giờ chiều giờ Roma. Sự tương tác được thực hiện theo 3 bước của Thượng Hội đồng về Hiệp hành, bao gồm lắng nghe, phân định và hành động, bắt nguồn từ Chúa Thánh Thần. Đức Hồng Y Parolin kêu gọi các quốc gia đầu tư thêm vào giáo dục để thăng tiến phụ nữ. Paris. Trong hội nghị Caritas quốc tế kéo dài 2 ngày tại Paris, Đức Hồng Y Pietro Parolin và nhiều diễn giả chính khác nhau nêu bật những thực tế khắc nghiệt và bất công mà nhiều phụ nữ phải đối mặt trên khắp thế giới, đồng thời cam kết cùng nhau hành động để tạo ra một xã hội công bằng và bình đẳng hơn cho tất cả. Hội nghị có tên Bộ mặt đầy đủ của nhân loại, phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo vì một xã hội công bằng, do Phái đoàn quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tổ chức cùng với UNESCO và Caritas quốc tế dưới sự bảo trợ của UNESCO. Diễn ra từ ngày 27 đến 28 tháng 10, hội nghị có 3 mục tiêu chính: khám phá những thách đố đối với phụ nữ ở mọi tầng lớp trong xã hội, tập trung vào các trở ngại ngăn cản phụ nữ tiếp cận các vị trí lãnh đạo và ra quyết định, và đề xuất các chiến lược cụ thể về cách góp phần loại bỏ những rào cản này. Đại diện của Tòa Thánh, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã có bài phát biểu chính nói về vai trò của giáo dục và các giá trị của nữ tính như một món quà dành cho nhân loại. Đức Hồng Y lưu ý rằng, chênh lệch giáo dục thường liên quan đến thu nhập, chủng tộc và các tình huống dễ bị tổn thương khác nhau vẫn khiến nhiều trẻ nữ và phụ nữ trẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ngài nhấn mạnh rằng, nếu không có quyền được giáo dục, thì bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc thăng tiến phụ nữ đều có nguy cơ trở thành một bài tập hùng biện trống rỗng. Nói về phụ nữ từ quan điểm giáo dục, theo Đức Hồng Y, có nghĩa là nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của các quá trình phát triển bản thân, tinh thần, trí tuệ và nghề nghiệp, những điều giúp họ có thể tham gia vào xã hội ngang hàng với nam giới. Ngài nói rằng, các quốc gia nên có can đảm đầu tư vào các quá trình này để đảo ngược mối liên hệ bất cân xứng và đáng xấu hổ giữa chi tiêu công cho giáo dục và ngân quỹ được dành cho vũ khí. Đức Hồng Y Parolin cũng thay mặt Đức Thánh Cha cảm ơn sự cống hiến của rất nhiều nhà giáo dục hiện diện ở những nơi xa xôi nhất của trái đất, hầu hết trong số họ là những phụ nữ, cả tu sĩ và giáo dân. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Hồng Y nhắc lại rằng, mặc dù suy tư về sự tiến bộ của phụ nữ đã góp phần vào những thành công to lớn, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.
thiếu nữ Beninha Cardoso Goretti của Brazil được phong chân phước. Brazil, ngày 24 tháng 10, trước sự hiện diện tham dự của gần 60.000 người, thiếu nữ Beninha Cardoso, người được gọi là Goretti của Brazil, nữ anh hùng của Đức Khiết Tịnh, người đã chết để bảo vệ sự trinh khiết của mình khi mới 13 tuổi, đã được tuyên phong chân phước. Đức Hồng Y Leonardo Steiner, Tổng giám mục Manaus, đã đại diện cho Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại công viên triển lãm Pero Felício Cavalcanti ở thành phố Crato của Brazil, tuyên phong chân phước cho Beninha. Beninha Cardoso da Silva sinh ngày 15 tháng 10 năm 1928 tại Santana do Cariri thuộc bang Ceará. Cô thường tham dự thánh lễ, đọc kinh thánh và quảng đại quan tâm đến những người gặp hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già. Vào ngày 24 tháng 10 năm 1941, cô gái 13 tuổi này rời nhà để đi lấy nước tại một vòi nước công cộng và đã bị Raimundo Raul Alves Ribeiro, một thiếu niên vị thành niên, dùng dao rửa sát hại khi cố gắng lạm dụng tình dục cô. Vào đầu thánh lễ phong chân phước, Đức Hồng Y Steiner đã đọc tông thư, trong đó Đức Thánh Cha đồng ý theo yêu cầu của các giám mục Brazil tuyên bố Beninha là chân phước và ấn định lễ kính nhớ vào ngày 24 tháng 10. Trong bài giảng, Đức Hồng Y nhắc rằng vị chân phước trẻ tuổi đã biết phục vụ người trong gia đình bằng việc đi lấy nước uống, tưới cây và ngài đã tứ đạo khi đang phục vụ. Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng nơi của nước, của sự sống đã trở thành một nơi gây hấn, bạo lực và chết chóc. Và nơi chết chóc đó đã trở thành nguồn kháng cự, minh bạch, sức mạnh, phẩm giá. Tại nơi lấy nước, Beninha đã hiến dâng mạng sống của mình để trung thành với Chúa Giê-xu. Sự tứ đạo của vị chân phước trẻ theo Đức Hồng Y Steiner mang lại ánh sáng giữa bối cảnh xã hội nơi phụ nữ bị sát hại và trẻ em bị lạm dụng. Ngài nói rằng vị chân phước mới là một tấm gương bảo vệ phẩm giá của phụ nữ trong thời đại chúng ta. Đức Hồng Y cũng nhận định Beninha là mẫu gương về sự không khuất phục của phụ nữ, bảo vệ sức mạnh và giá trị của chính họ, phẩm giá và sắc đẹp, tính dục và tình mẫu tử, sức sống và sự dịu dàng. Ngài chọn cái chết hơn là đam mê, Ngài chọn cái chết hơn là đánh mất phẩm giá của mình. Đức Hồng Y cũng cầu nguyện rằng chứng tá của tân chân phước sẽ góp phần vào việc hoán cải các linh hồn và chăm sóc trẻ em và gia đình. Công giáo Canada giảm hơn 2 triệu tín hữu trong 10 năm qua. Canada, ngày 26 tháng 10, Cơ quan Thống kê Canada, Văn phòng Thống kê Quốc gia của Canada đã đưa ra số liệu mới nhất trong một báo cáo. Kết quả cho thấy số tín hữu công giáo ở Canada đã giảm gần 2 triệu người trong 10 năm qua, và số người không theo tôn giáo đã vượt quá số tín hữu công giáo. Các số liệu điều tra dân số mới nhất được tổng hợp vào năm 2021 cho thấy số dân Canada theo công giáo đã giảm xuống còn 10,9 triệu người. Người công giáo hiện chiếm khoảng 29,9% dân số cả nước. Theo điều tra dân số năm 2011, dân số công giáo năm đó là 12,8 triệu. Hiện nay, chỉ có 19,3 triệu người Canada, tương đương 53,3% dân số, xác định mình là Kitô hữu. Con số này giảm từ 67,3% vào năm 2011 và 77,1% vào năm 2001. Công giáo vẫn là tôn giáo phổ biến nhất ở tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ ngoại trừ Nunavut, dân số thưa thớt và phần lớn người theo Anh giáo. Theo thống kê Canada, Quebec là tỉnh công giáo chiếm đa số duy nhất, nhưng số người công giáo giảm đáng kể. Năm 2011, 74,7% cư dân Quebec cho biết họ theo công giáo. Các số liệu năm 2021 cho thấy chỉ còn 53,8% cư dân Quebec xác định mình là người công giáo. Thực hành tôn giáo tại Canada cũng giảm sút. Một bản tóm tắt riêng của thống kê Canada được công bố vào tháng 10 năm 2021 cho biết rằng vào năm 2019, chỉ có khoảng 20% người Canada tham dự các hoạt động tôn giáo tập thể ít nhất là hàng tháng. Con số này là 40% vào năm 1985. Có nhiều phụ nữ tuyên bố theo tôn giáo hơn so với nam giới, cũng như những người sinh ra ở các thế hệ già hơn. Theo báo cáo mới nhất của thống kê Canada, những người không có liên kết tôn giáo hiện chiếm 34,6% dân số Canada. Gần 60% người dân ở Yukon cũng như 52% người dân ở British Columbia không theo tôn giáo. Giám mục Mancini lo ngại làn sóng bạo lực mới. Mancini, Đức cha José Luis Ponce của Mancini, nước Eswatini, bày tỏ lo sợ một làn sóng bạo lực chính trị mạnh mẽ thứ hai
sau khi hai cảnh sát đã bị giết ngay giữa ban ngày ở Mancini hôm 18 tháng 10. Trong một tuyên bố, Đức cha Ponce nhấn mạnh rằng những vụ giết người này dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi. Tuyên bố cũng cho biết, ngoài những vụ giết người, các hình thức bạo lực khác cũng diễn ra như đốt phá, phá hủy tài sản, kích động sợ hãi, làm khơi lên bạo lực hơn nữa. Đức cha Ponce de Leon nhắc lại rằng đất nước Eswatini gần đây đã trải qua một cuộc bạo lực chưa từng có trong lịch sử, đặc biệt là vào ngày 29 tháng 6 năm 2021. Ngài nói, vào thời điểm đó, một phái đoàn từ Hội đồng các giáo hội đã gặp chủ tịch hiện tại của Hội đồng và kêu gọi một cuộc đối thoại quốc gia để ghi nhận và tìm ra những lý do đằng sau sự phản đối dữ dội của người dân và cách giải quyết chúng. Tuy nhiên, mặc dù về mặt lý thuyết, chúng tôi thừa nhận rằng đất nước được xây dựng dựa trên đối thoại, nhưng rất tiếc điều này không bao giờ diễn ra một cách cụ thể và không có sáng kiến nào như vậy được xem xét để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại. Trong khi Ủy ban Dịch vụ Dân sự kêu gọi đối thoại quốc gia ở đỉnh điểm của bạo lực, thì chính phủ tin rằng không có cuộc đối thoại nào có thể diễn ra trong khi có bạo lực. Vì vậy, một vòng luẩn quẩn đã tạo ra và lặp lại. Đức cha Ponce de Leon bày tỏ lo ngại về sự bùng nổ bạo lực bởi vì với bạo lực diễn ra trong năm qua, dù nhẹ nhưng vẫn liên tục và bây giờ có vẻ bùng lên trở lại, thì người ta lo lắng về một làn sóng bạo lực thứ hai có thể diễn ra và kéo dài bao lâu cũng chưa biết. Đất nước Eswatini, trước đây là Swaziland, ít được biết đến. Vì vậy, Đức cha Ponce de Leon kêu gọi sự chú ý của quốc tế để hỗ trợ đất nước vượt qua khủng hoảng với nguy cơ chiến tranh bùng phát trở lại. Đức Hồng Y Bo mời gọi giáo hội ở châu Á dấn thân với người nghèo và với các tôn giáo để xây dựng hòa bình. Bangkok, Đại hội của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tiến đến những ngày kết thúc, Đức Hồng Y Myanmar khẳng định, tại lục địa châu Á với những vấn đề về quân sự hóa, vũ khí và nghèo đói, các giám mục vẫn đang làm việc hết mình để xây dựng hòa bình ở đất nước của họ. Khoảng 200 giám mục đã tập trung tại Bangkok, đang cố gắng trả lời cho câu hỏi của Đức Thánh Cha Francisco trong sứ điệp video gửi hội nghị trong ngày khai mạc. Chúa Thánh Thần đang nói gì với các giáo hội ở châu Á? Trả lời phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y Charles Bo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nói rằng, chắc chắn trong 2 tuần rưỡi tại Bangkok này, chúng tôi cảm thấy Chúa Thánh Thần thực sự đang dìu dắt và hướng dẫn chúng tôi. Chúng tôi được củng cố rất nhiều bởi hồng ân Chúa Thánh Thần và cụ thể bởi tính đoàn thể và tình huynh đệ tại đây. Đức Hồng Y Bo giải thích, châu Á là một lục địa được chúc lành, là cái nôi của các tôn giáo lớn, với sự đa dạng về văn hóa. Tuy nhiên, châu Á cũng đang đối diện với nhiều thách thức về quân sự hóa, hạt nhân hóa và nhiều điều khác. Châu Á cũng đang tạo ra số lượng người nghèo lớn nhất. Vì vậy, tuy là một mảnh đất được chúc lành, nhưng Á Châu không dễ hành động hướng đến việc kiến tạo hòa bình. Do đó, Đức Hồng Y nói, tôi nghĩ Chúa Thánh Thần đang hướng dẫn châu Á để từng bước xây dựng hòa bình. Hơn nữa, xây dựng hòa bình, đối thoại hay hòa giải là một từ mới trong việc tân phúc âm hóa. Đức Hồng Y Bo đưa ra lời kêu gọi hòa bình đối với tất cả mọi người, đặc biệt đối với châu Á và toàn thể giáo hội. Ngài nói, tại châu Á sau 2.000 năm, số người nhận biết Chúa Kitô vẫn chỉ 2%. Nhưng ngay cả khi chúng ta là thiểu số, chúng ta vẫn là muối đất và là ánh sáng cho thế giới, để cùng với những người thiện chí xây dựng hòa bình. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa. Linh mục Thomas Aquino Nguyễn Khánh Duy dòng tên Chia sẻ lời Chúa Chủ nhật 31 thường niên. Anh chị em thân mến, có một bài hát được nhiều người biết đến của linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc. Đó là bài Gặp gỡ Đức Kitô. Một bài hát không chỉ được sử dụng nhiều trong phụng vụ mà còn cả trong những buổi sinh hoạt cầu nguyện. Có lẽ để người nhạc sĩ viết lên bài hát này cũng như để mỗi chúng ta là những người có thể hát bài hát ấy với trọn cả tâm tình thì điều cần phải có thứ đó chính là kinh nghiệm về sự gặp gỡ với Thiên Chúa. Bất cứ khi nào chúng ta thực sự gặp Ngài thì chắc chắn cuộc đời của mình sẽ được biến đổi. Người Kitô hữu là người được mời gọi để sống cuộc gặp gỡ ấy mỗi ngày trong suốt cuộc đời của mình. Tin mừng hôm nay từng thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Gia-kêu, một người thu thuế.
Bây giờ, quê hương của Chúa Giêsu nằm dưới ách thống trị của đế quốc La Mã. Và vì thế, dân Do Thái phải đóng thuế cho đế quốc. Những người thu thuế như Gia-kêu thường bị coi là tội nhân công khai vì họ cộng tác và góp sức cho quân đô hộ để bóc lột chính đồng bào của mình. Những người thu thuế bị xã hội khinh bỉ, bị mọi người ghét bỏ. Và không chỉ như vậy, những người đứng đầu trong thu thuế như Gia-kêu, mỗi ngày có lẽ ông gặp biết bao những con người. Nhưng ông ta gặp để chi vậy? Thưa là để đe dọa, để áp bức, để chấn lột, để làm giàu trên nỗi bất hạnh của người khác. Thế nên, điều ông ta nhận lại được đó chính là những ánh mắt giận ghét, căm thù cùng những lời nguyền rủa và xúc phạm. Có thể nói cuộc đời của Gia-kêu không thiếu vật chất hay tiền bạc. Nhưng cái ông thiếu, thưa đó chính là niềm vui và bình an đích thực trong tâm hồn. Chính vì thế, từ nơi sâu thẳm lòng của mình, ông ta luôn có một nỗi khát khao gặp gỡ với một ai đó có thể mang lại ý nghĩa, mang lại hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của ông. Rồi khi nghe tin Đức Giêsu đi ngang qua Jericho, ông ta đã tìm cách để gặp Ngài. Điều đáng quý nơi Gia-kêu đó chính là nỗi khao khát để gặp gỡ Đức Giêsu. Và chính khao khát gặp gỡ Đức Giêsu ấy đã đem lại cho ông sức mạnh để dấn thân, để vượt qua những cản trở, đó là đám đông cùng với sự thấp bé của mình. Chính khao khát gặp gỡ Đức Giêsu đã giúp ông tìm ra những sáng kiến, đó là leo lên cây để có thể trông thấy được Đức Giêsu. Và rồi hơn cả, những gì ông ta chờ đợi và ước mong, Chúa Giêsu Ngài đã dừng lại và đã gọi đích danh ông. Gia-kêu, hãy xuống mau đi, vì hôm nay ta phải ở lại nhà ông. Thưa anh chị em, đó chính là tiếng gọi đầy thân thương của Chúa Giêsu dành cho Gia-kêu, dành cho một người bị xã hội coi thường, dành cho một người đang sống trong nỗi cay đắng và thất vọng của cuộc đời. Tiếng gọi ấy chính là tiếng gọi gọi Gia-kêu đến với ơn cứu độ, gọi Gia-kêu bằng chính tên riêng của ông, gọi ông ra khỏi sự trống rỗng cùng những suy nghĩ hẹp hòi, để mời ông bước vào một thực tại mới, một thực tại ngập tràn ý nghĩa của ơn cứu độ. Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay ta phải ở lại nhà ông. Vâng, không phải một lúc nào đó khác cho bằng ngay chính hôm nay. Ơn cứu độ của Thiên Chúa hứa ban không phải là điều viển vông xa vời, nhưng là một thực tại đã có mặt ở đây và ngay lúc này. Ơn cứu độ đã đến, đã bắt đầu với Đức Giêsu, đã bắt đầu với Đấng luôn đi tìm và cứu những gì đã mất. Chính Đức Giêsu phục sinh, Ngài đã sống lại từ cõi chết, và Ngài đã làm cho mọi lời của Kinh Thánh trở thành lời của hôm nay, trở thành lời của hiện tại, ngay chính trong giây phút này. Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Hôm nay, thưa đó chính là khoảnh khắc của ơn cứu độ. Hôm nay Gia-kêu nhận ra rằng không phải ông đi tìm Chúa cho bằng, chính Chúa đã đi bước trước để tìm gặp ông. Và rồi cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và rất đỗi nhiệm màu ấy đã làm cho cuộc đời của ông được hoàn toàn biến đổi, không còn như cũ nữa. Tình yêu Chúa đã chiếm lấy cuộc đời của ông, và rồi đến lượt ông cũng được mời gọi để trao ban yêu thương, để đền đáp lại bằng những hành động hết sức cụ thể. Thưa Ngài, đây là phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nếu tôi có chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Anh chị em thân mến, mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta cũng có biết bao những cuộc gặp gỡ. Những cuộc gặp gỡ làm cho tâm hồn chúng ta được đong đầy tình Chúa, được đầy ắp tình người, làm cho tâm hồn của chúng ta được trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn, làm cho tâm trí của mình được mở mang hơn, làm cho đời của mình được trở nên thánh thiện, cao cả hơn. Nhưng rồi cũng có những cuộc gặp gỡ chỉ là huyên náo, ồn ào, mà nơi đó ta thấy mình trở nên ích kỷ, nhỏ nhen hơn, trở nên tầm thường hơn, trở nên hèn hạ hơn. Và nhiều khi mỗi ngày ta cũng gặp biết bao những con người đó, nhưng sau lòng của mình vẫn hoài một nỗi cô đơn, trống vắng, thậm chí là những mỏi mệt nặng nề. Chính vì thế, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta hãy bước vào trong cuộc gặp gỡ Đức Giêsu. Hãy gặp gỡ Đức Giêsu ở trong cầu nguyện, hãy gặp gỡ Đức Giêsu ở trong thánh lễ hay trong những buổi cử hành phụng vụ. Hãy gặp gỡ Đức Giêsu ngang qua những biến cố của đời sống thường ngày. Hãy gặp gỡ Đức Giêsu, hãy để cho Ngài đi vào trong cuộc đời của mình. Hãy gặp gỡ Đức Giêsu để một lần nữa được lắng nghe lại tiếng gọi mời đầy thân thương. Hãy xuống mau đi, hôm nay
tôi phải ở lại nhà anh. Ước mong sao tiếng gọi ấy không chỉ đem lại ơn cứu độ cho dê kêu ngày xưa, nhưng cũng không ngừng biến đổi và làm mới mẻ cuộc sống của người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay. Amen. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội. Hành trình giúp người chấn thương tâm lý phục hồi của Sơ Teresa Bartonova. Tôi là một nữ tu thuộc dòng các nữ tu lòng thương xót của Thánh Carlo Borromeo. Dòng của chúng tôi là một dòng rất năng động, nhưng đồng thời đời sống chiêm niệm cũng là nền tảng cuộc sống và là sứ vụ của chúng tôi. Sứ vụ của chúng tôi là gần gũi với những người đau khổ. Những nữ tu đầu tiên của chúng tôi đã chăm sóc cho những bệnh nhân mắc bệnh dịch hạch trên đường phố ở thành phố Nancy của Pháp sau chiến tranh 30 năm. Ban đầu tôi là một y tá. Tôi đã làm việc vài năm tại bệnh viện của chúng tôi ở Praha tại các khoa khác nhau. Và chính tại đó, trong lòng tôi đã nảy sinh ước muốn hiểu rõ hơn về động lực nội tâm của con người, động lực tâm lý. Tình cờ là một số bệnh nhân đã kể cho tôi nghe câu chuyện của họ với nỗi đau khổ của họ, và đôi khi chính những người thân của họ cũng cảm thấy cần sự chia sẻ này. Tôi nhận ra rằng việc lắng nghe sẽ giúp giảm bớt đau khổ, và tôi cảm thấy cần phải có những công cụ phù hợp để có thể giúp cho những người đã thổ lộ nỗi đau của họ với tôi. Cũng trong giai đoạn đó, tôi bắt đầu học thần học và đồng thời quan tâm đến chủ đề vết thương nội tâm. Tôi đã dành riêng luận văn cử nhân thần học của mình về chủ đề liên ngành về tầm quan trọng của việc chấp nhận và chữa lành lịch sử cá nhân của một người để phát triển đời sống thiêng liêng. Người đỡ đầu cho luận án của tôi là một nhà tâm lý học, và cô đã cho tôi một động lực quan trọng để tiếp tục nghiên cứu về tâm lý học. Do đó, tôi chuyển đến Roma và ghi danh vào Học viện Tâm lý học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Trở lại Praha, tôi bắt đầu làm việc như một nhà trị liệu tâm lý, tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị những chấn thương phức tạp. Một số người trong số họ đã từng bị lạm dụng tình dục, một chấn thương rất phức tạp, đòi hỏi một công việc tế nhị và dấn thân. Tôi đã cố gắng học tập chăm chỉ để hiểu cách giúp những người này tốt hơn, và tôi đang tìm kiếm các phương pháp tiếp cận ngày càng hiệu quả hơn. Chính trong bối cảnh này mà tôi đã biết đến liệu pháp EMDR, một liệu pháp cấp tiến dựa trên chuyển động mắt có thể làm giảm bớt ký ức đau buồn, chữa lành tổn thương và hỗ trợ cho sự thay đổi với tốc độ nhanh chóng. Cách tiếp cận này rất hiệu quả và tinh tế. Nó giúp mọi người xoa dịu nỗi đau khổ của họ bằng cách đánh giá những biến cố đau thương mà họ phải chịu đựng, những điều bị mắc kẹt trong mạng lưới tế bào thần kinh và gây ra nhiều triệu chứng. Phương pháp EMDR có nhiều loại giao thức khác nhau được áp dụng tùy thuộc vào vấn đề của bệnh nhân, có thể xuất phát từ hai loại sang chấn. Sang chấn do mối quan hệ phải chịu trong thời thơ ấu, và sang chấn do hoàn cảnh gây nguy hiểm đến tính mạng, thảm họa, tai nạn đường xá, động đất, chiến tranh, v.v. Ngoài các loại giao thức khác nhau, còn có các công cụ có thể được sử dụng ngay sau một biến cố đau thương để giúp mọi người ổn định hệ thần kinh và xử lý các triệu chứng xâm nhập. Ví dụ, một năm trước ở Cộng hòa Séc, có một cơn lốc tàn phá 5 thị trấn ở Moravia. Hiệp hội EMDR được thành lập vào năm 2020 và tôi là thành viên, đã liên hệ với các đồng nghiệp người Ý. Chủ tịch Hiệp hội EMDR Ý, tiến sĩ Isabel Fernandez đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong thảm họa đó. Bà đã giúp cho chúng tôi những công cụ gắn kết mọi người lại với nhau và giúp họ đối phó với tình huống. Với đồng nghiệp Zuzana Chebolikova của tôi, chủ tịch Hiệp hội của chúng tôi, chúng tôi đã đến Moravia để làm việc với những người tại thực tế. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng đã liên hệ với tiến sĩ Ignacio Charrero,
một đồng nghiệp người Mexico của EMDR, người đã phát triển các quy trình cụ thể cho các liệu pháp nhóm rất hữu ích trong bối cảnh thảm họa, nơi rất khó để có thể theo dõi bệnh nhân riêng lẻ và các buổi tiếp xúc tập thể thường là cần thiết. Kinh nghiệm này đã chuẩn bị cho chúng tôi đối mặt với tình huống khẩn cấp ở Ukraine. Một tuần sau khi chiến tranh bùng nổ, Zuzana Chepulikova đã tổ chức một số khóa học trực tuyến cho các đồng nghiệp Ukraine, các nhà tâm lý học và bác sĩ tâm thần. Với sự hợp tác của Hiệp hội EMDR Ukraine và sự hỗ trợ to lớn của EMDR châu Âu và tiến sĩ Charero, kể từ đó, chúng tôi đã tổ chức nhiều khóa học hơn cho 1.500 đồng nghiệp Ukraine, những người có thể cung cấp những hỗ trợ thiết thực trên thực địa. Vào tháng 6, trong một hội nghị quốc tế EMDR ở Valencia, tôi đã có thể gặp gỡ và thu thập chứng từ của một số đồng nghiệp Ukraine, đặc biệt một người trong số họ đang làm việc trong một bệnh viện quân đội đã cho tôi biết rằng việc sử dụng phương pháp EMDR cũng có tác động tích cực đến việc chữa lành thể lý cho thương binh, từ đó giúp họ xử lý các sang chấn và thư giãn hệ thần kinh. Nó làm cho họ dễ tiếp nhận điều trị y tế hơn. Trong thời khắc khủng khiếp và khó khăn này, chúng tôi cũng cảm nhận được sự gần gũi, tình liên đới, sự dịu dàng mà chúng tôi có thể dành cho nhau. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời ở cấp độ con người, bởi vì chúng tôi đã trải nghiệm rằng nếu chúng tôi phải đối mặt với những thực tế bi thảm, chúng tôi có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sự liên đới có thể làm cho những bông hoa của lòng tốt và cái đẹp lớn lên, ngay cả trong những hoàn cảnh đau khổ nhất mà chúng ta phải trải qua. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.